Càng đấy, hay đấy. Anh Vương ơi, vào tiếp đi. 7 người, 8 người. Hay thế thôi. Vì ba đều bên tí nên chẳng biết nào được. Bên tí luôn thôi, bên tí luôn. Có trận chung kết nữa. Hòa bên tí luôn. Có được quẩy mà. Có giải ba cái gì? Có đâu mà văng, khổ quá. Có mua cái lá, đẹp thêm cái lá nữa, đầu ra mà văng. Bà Sáu còn cười. Đến thân. Chỉ biết nào ở đâu. Đến trai mà thằng bà Sáu bà chạy vòng sân luôn. Chỉ biết nào ở đâu. Bà Sáu hô đi, dân xe vô địch. Bà Sáu hô, bà Sáu hô. Dân xe vô địch, bà Sáu hô vô cùng. Hay đấy, chết rồi. Là những ba đều đấy, biết không biết nào đâu. Ba đều bên ti ấy. Vẫn còn thời gian mà, chứ biết nào đâu. Thôi, chân rồi. Sân chân bóng gớt thì bình thường. Ở đây, Thường Châu. Rút, kìa, góc. Cánh, cánh, rồi. Nguyên. Trường nhỏ con như kỹ thuật tốt phết đấy, khỏe phết. Hay lắm. Đứng dậy chạy tí là hết. Tôm không bị là chết. Sống lưng chẳng đánh đặng đâu, sống lưng. Uốn đi. Uốn cũng không. Có vào thì nó đã khác rồi. Nóng lưng không đá được, vấn đề vận công của gia đình bên ngoài. Ừ, gia đình không ra, không ở lại được, phải đi về ngoại. Trời. Tay rồi. Trường Tài cũng chụp chắc chuẩn thế. Thử quà nghe chuẩn lắm mà Sáu ạ. Chú cũng cẩn thận nhá. Giờ này mà không có sân này thì sao sân nào đá được mà. Sân trai giờ này chắc thịt luôn vào nhờ. Làm sao đá được, mưa. Nhân trai Mạnh Tân với cả Vinh Đình sao còn đá được. Đầy nước, Ngọc Trục mất tí kia thôi. Vinh Đình anh Ngọc, mỗi Ngọc Trục này được thôi. Hỏa đấy, cái này kỳ hỏa đấy, hỏa là bên ti đấy. Sao hô đi mà sao ơi. Thổi bên ti hết luôn. Ngoài vạch. Ờ rồi tính. Mày cứ mua khoảng một con đấy thắt lưng rồi. Vào tính quả này, vào thẳng tính luôn. Nó được quyền một bộ này chết đi. Đéo vào. Hay kìa. Thằng trai thiếu mấy cầu thủ lặng ký có mặt này đấy. Đâu sao lắm lạ lắm, người thì lạ chưa gặp bao giờ, chắc mới về nghỉ tết không quen, chắc hơn không quen. Bây giờ Sáu đang bỏ Ninja thế nào, để vào hình ảnh thế nào, bị già quá.
như mặt đâu cả. Mấy tần này oánh hai quả xe lôi lên. Đâu? Chở bóng về á? Mấy tần này chở hai quả chở bóng về á? Hả? À, lôi xe lôi đi chở gì về giờ? Thật vui mấy tần à? Tiềm năng đấy. Thế qua đá thằng nào ở cát đấy hả? À, ở đó cái thằng cát là cái gì đó? Không phải thằng này mình nghe theo khảo sát của ban tổ chức hay lắm qua đấy nó đỏ đấy tưởng nó là cát không ba tư bạn nó là khoảng có bạn nó là hello 7 người đến khoảng đó là khoảng biết đầu tiên này Hai Hiếu, chẳng là anh căng đấy, không nhạc đâu. Mình vẫn cứ nói thế thôi, anh chẳng biết nào đâu. Hết mình em ạ. Hiện nay đội bóng FC Cờ đã nhận được của hội đồng môn nước 8 khóa 83, 84. Ôi lâu, đội trưởng tương lai quạt đây này. Ôi lâu, quay được khác nhá. Đi này nhá, quay được khác nhá. Người cấm đường. Ôi giời. Thằng sáng nay lỡ ngỡ ý hiểu thế nào được. Có béo đè đen cài không đè đen mua bao à? Bà sáu nó đến bao? 9-6 cân.